chúng ta lại gặp nhau. Đến với hôm nay thì đây là một dòng bao giam của USAM dành cho iPhone 6 các bạn ha. Dòng bao giam USAM này thì có tất cả là 5 màu các bạn. Đen, trắng, gold, xanh và màu hồng. Và đây, đây là màu hồng các bạn ha. Màu hồng của iPhone 6. Màu hồng như thế này. Rồi đây, mình cũng xin khui một cái màu gold đi các bạn ha. Dòng USAM này á, thì hầu hết được làm bằng da công nghiệp, chỉ có cái nắp lưng là được làm bằng nhựa cao cấp các bạn. Một thiết kế rất là đặc biệt là cái phần lưng của iPhone 6 này á, thì được thiết kế là trong bằng, đây các bạn thấy, một thiết kế đặc biệt để mình có thể nhìn xuyên được. Khi để iPhone, chiếc iPhone của mình vào thì mình có thể nhìn được cái phần logo của chiếc iPhone nè, viền. Đồng thời á, thì chiếc bao da này á, khi mình được thiết kế là mình có thể nhìn được những cái thông tin trên màn hình, ngày giờ, dung lượng pin, có cuộc gọi nhỡ hay không. Đó, mình có thể nhìn trực tiếp trên đây. Được thiết kế chiếc bao da này á, thì hầu hết là các cái viền là được may hết các bạn ha. Tránh tình trạng bong chóc cho quá trình mình xài. À, các bạn cũng thấy, và mặt trong á, thì được phủ một lớp da trơn chống cái tình trạng bám bẩn. Chiếc bao da này thì đây các bạn thấy này, đây là một cái ấn tượng Mắt Yuxia rất là đặc biệt bằng inox các bạn ha. Và đây cũng là một cái logo của USAM được thiết kế rất là bật lên, là rất là sáng, rất là đẹp. Cầm trên tay rất là gọn các bạn ha. Thôi mình xin giới thiệu với các bạn thêm một cái dòng khác nữa nha. Một cái màu khác, màu xanh đi các bạn ha. Đây là màu xanh. Đây là màu xanh các bạn. Đây, bạn có thấy đây là cái phần màu xanh nè. Thì đằng sau nó cũng được thiết kế là nhựa trong. Mình cũng gắn cái iPhone lên thì mình cũng thấy được cái logo này, những cái chi tiết trực tiếp trên chiếc iPhone của mình, nút nguồn, tất cả mọi thứ. Đây các bạn cũng thấy màu rất là tuyệt vời, gold, cầm thì rất là nhẹ nhàng, rất là gọn các bạn ha. Mình cũng xin nhắc lại là dòng bao da này thì gồm 5 màu các bạn ha. Màu hồng, màu hồng, màu xanh, màu đen, màu gold, màu trắng. Đây là một sự lựa chọn khá là hoàn hảo cho chiếc iPhone của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc cho các bạn một ngày rất là vui, thật là vui. Ủa, đâu chị? Làm gì em chuyển 30.000 không à?